Quý vị, đội bóng đá U9 Bà Rịa Vũng Tàu trong lần đầu tham dự giải bóng đá U9 toàn quốc đang thi đấu ấn tượng. Ở lượt trận cuối bảng F vừa kết thúc chiều nay, U9 Bà Rịa Vũng Tàu xuất sắc vượt qua Khuyến Đông Bình Phước, giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp nhất bảng. Trước U9 Khuyến Nông Bình Phước được đánh giá cao, U9 Bà Rịa Vũng Tàu nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên khi đang chơi hay, U9 Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ nhận bàn thua sau sai lầm của hàng thủ. Sau bàn thua, U9 Bà Rịa Vũng Tàu càng gia tăng tấn công. Trong pha băng lên cướp bóng, đội trưởng Phúc Vinh đã dứt điểm hạ gục thủ môn Khuyến Nông Bình Phước sang bàn tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, thế trận lấn lướt được U9 Bà Rịa Vũng Tàu chuyển hóa bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trong những phút cuối cùng của Phúc Vinh. Với trận thắng này, U9 Bà Rịa Vũng Tàu có 7 điểm, xếp nhất bảng F và sẽ gặp U9 Bắc Ninh ở trận đấu thuộc vòng 1/8.